Nội dung á đã giúp cho gia đình Yến Nhi thay đổi rất là nhiều. Bé đã lãnh tháng lương thứ 3 và sắp lãnh tháng lương thứ 4, đủ để mà trang trải chi phí trong gia đình cũng như là lo lắng cho ba bé sinh ba. Nhưng mà về tương lai lâu dài thì cả Dũng và Yến Nhi đều phải cố gắng hơn nữa để mà tạo ra những sản phẩm hay, hấp dẫn để mà gửi tới ông bà, cô chú. Về công việc sáng tạo nội dung thì phải sáng tạo và đổi mới không ngừng. Hy vọng rằng là các bé sẽ làm được điều này ha quý vị. Rồi ngày hôm nay thì ghé qua thăm các bé, thấy các bé rất là lanh lợi luôn ha. Bây giờ mà có bánh cái là chịu ngồi một chỗ luôn này quý vị. Bây giờ thử nha. Nãy giờ là cũng chịu ăn ngủ dậy là đòi ăn bánh rồi đó. Đây trang bánh nè. Để coi các bé. Đó, Út là khôn lắm, đòi nguyên lấy nguyên cái này nè. Dễ gì chú cho. Rồi bây giờ bé nào khôn á, lanh á thì được ăn nhiều nha. Nhưng mà bây giờ nhanh tay nhanh chân ghê ha. Bỏ xuống cái là nhặt lên liền luôn á. À, bây giờ thì đỡ rồi nha quý vị. Tại hồi nãy là cũng cho ăn một mớ rồi. Chứ còn mà mới ra là bốc nguyên một nắm luôn. Đây chú đổ vô luôn, còn có chút xíu à. Đó. Ê, có bột luôn không? Rồi. Đó. Có bánh là ngồi ăn thấy thương không? Nhà bé Út khô lắm. Cứ thấy cái hũ ở đâu là nhìn theo cái hũ à. Khô lắm. À, rất là dễ thương ha. À, bây giờ là có bán kẹo kia ăn cũng ngoan ha. Hết bán rồi, ôi trời ơi, gặm cái dĩa luôn rồi. Thấy cưng ghê không? Út, gặm dĩa luôn hả con? Trời ơi, một cái bao hộp bán vậy bao nhiêu tiền con? Đó là 90 ngàn thôi. Ôi mắc ha. Dạ. Mà chú thấy chắc ăn được có một hai vài ngày. Mà giờ các bé chịu ăn mấy cái bánh dạng bịch, cái chút bánh dễ hơn xíu là chịu ăn. Ừ. Giờ chỉ có thì ăn. Bây giờ là sắp tới lớn lớn xíu là có cái bánh gạo đó, bánh gạo cho trẻ con đó. Nó sẽ là rẻ hơn và nó ăn được lâu hơn. Có răng mới ăn được. Có răng mới ăn được, không có răng nó ngậm nó cũng tan ra con. Dạ, dạ, ừ. Dạ. Nó sẽ tan ra, ừ, nên là tìm cái đó mua nó rẻ hơn và ăn được lâu hơn. Dạ. Thứ hai chú thấy nó sẽ đỡ bị đổ ra nhà đó. Dạ, dạ. Nó nguyên miếng luôn. Đúng rồi, nhớ dạ. Nhớ chọn cái loại mà nó tan trong miệng nhé. Dạ, dạ, dạ. Nó cũng là dạng này luôn nhưng mà nó làm bự hơn. Rồi hôm nay thì cũng là cái ngày mà Nhi với Dũng nhận lương luôn. Nay là cuối tháng rồi. Đáng lẽ là đầu tháng thì nhận nhưng mà nay là cuối tháng các bé chuẩn bị chuyển nhà thì mình cũng sẽ thông báo cái lương cho các bé luôn. Nay tháng này được nhiều hơn tháng trước một xíu. Tháng này là được nhỉnh hơn nha. Thì mình sẽ lát mình sẽ chuyển khoản cho Nhi với Dũng ha. Rồi nói chung là cái lương thì là bí mật của tụi con nên là chú sẽ không có chia sẻ trên kênh của chú. Nếu mà tụi con muốn chia sẻ trên kênh của tụi con hay như thế nào thì con cứ tự nhiên ha. Thì lát nữa thì chuyển khoản nha. Chú sẽ chuyển khoản qua cái tài khoản của con. Rồi có cái tiền để mà chuẩn bị trang trải nữa. Bây giờ thì ăn xong rồi. Chú thấy ăn xong rồi nhưng mà cũng tương đối là ngoan ha. Đó. Bò lại mẹ nằm thấy thương ghê không? Trời ơi. Mẹ Út thì cầm cái dĩa chơi, dĩa xiếc. Làm xiếc nè. Đó. Làm xiếc. Còn bé 2 với bé 3 thì lại làm đống mẹ rồi. Thấy cưng không? Bây giờ thì chú mới chuyển cái lương tháng này cho tụi con. Tháng này là cao hơn tháng trước nha. Phấn khởi không? Đang chuyển nhà, đang cần tiền luôn ha. Chắc là cái dư ra dư so với tháng trước thì chắc đủ đóng tiền nhà luôn á. Đây, đây là của tháng này ha. Thấy chưa con? Dạ thấy chú. Dũng thấy chưa? Rồi, xíu nữa mở điện thoại ra kiểm tra coi vào chưa nha. Đây nó báo là chuyển thành công rồi đó. Sao thấy tháng này thế nào? Thấy được không? Dạ được chứ. Được ha. Bởi vì tháng sau mình phải quay đẹp hơn nữa ha. Mình phải làm nhiều nhiều cái hay hơn, sáng tạo hơn để mà duy trì được cái doanh thu này nha. Và thậm chí là mình phải làm được nhiều hơn nữa ha. Ừ đó. Thì trước mắt là bây giờ là xíu nữa con nhờ mẹ cọc nhà luôn hả? Dạ con nhờ mẹ. Ừ, cọc xong. Cọc xong rồi bắt đầu là cuối tuần sắm sửa rồi chuyển qua luôn. Là qua tuần là ở bên kia rồi ha. Dạ dạ. Ừ. Lúc chuyển nhà thì sao? Nhờ người quen chở đồ giùm hả? Người quen bên ba con mặt. Ờ ok. Sẵn cho mẹ con đi theo anh. Xong rồi ẵm các bé dạ, qua dạ. Phụ luôn ha. Dạ. Thì là quá tốt rồi. Tháng này không thấy ok không? Thu nhập ok không? Dạ, thấy vui không? Dạ. Ừ. Chừng đó là tụi con cố gắng như này chứ dặn nè. Qua đó là cần nhiều các phải chi trả lắm. Nhưng mà tụi con nên để ra một phần để mà bỏ vào tiết kiệm. Tức là nếu mà muốn dài xài cái gì đó, ăn uống bao nhiêu, tiền trọ bao nhiêu, xăng xe bao nhiêu, sữa em bé bao nhiêu á,
thì con tụi con phải nốt ra lại dùng trong bao nhiêu đó thôi. Dạ. Tại vì bà tụi con biết sao không? Chú đã từng trải qua cái tuổi trẻ của tụi con á, kiểu như mình không có dùng có một cái kế hoạch cụ thể á, thì mình sẽ không tiết kiệm được cái tài chính đâu ha. Nên là ví dụ như tụi con để ra là tiền để ăn uống là bao nhiêu, dạ, tiền xe là bao nhiêu, dạ, rồi tiền mua cho các bé là cố định cho bao nhiêu, dạ, đó, rồi tiền nhà là bao nhiêu, cái phần còn lại là để tiết kiệm ha, dạ, tức là tiết kiệm trước khi xài chứ không phải là xài còn lại bao nhiêu mới tiết kiệm nha, dạ, cái đó quan trọng lắm ha. Tiết kiệm đó thì có thể để trong số tài khoản hoặc là sau này có thể là mở những cái sổ tiết kiệm á để dành, cứ để đó đừng có đụng vào nhé. Dạ. Rồi khi nào cảm thấy nhiều á chạy ra mua một ít vàng nếu mà dư á, tại vì vàng là giữ giá tốt nhất nha. Thì đó là chú khuyên tụi con, tại vì tuổi trẻ thường là tụi con sẽ không biết tiết kiệm. Dạ. Ừ nha. Dạ. Dũng hôm nay được lãng lương vui không? Thấy ok không? Bình thường á với cái số tiền này thì tụi con làm khoảng mấy tháng mới được. Cũng nếu mà lương tụi con 3 tháng lận hả? Dạ. Đó. Bởi vậy mình phải cố gắng lên. Thì sắp tới mình làm thêm ha, làm hay hơn, nhiều người xem hơn, khán giả xem nhiều hơn thì sẽ có nhiều doanh thu hơn nha. Sao vậy? Sao lại khóc rồi? Sao? Con xuống. Sao? Con đổi gì? Ở đâu? Ở đó cái gì ở trên đó hả? Hay sao? Hay con ngồi chơi? Nè. Nhà con ngồi chơi với hai chị. Sao? Ê, muốn cái gì đúng không? Muốn lấy cái gì đúng không? Muốn phá cái gì này hàng chi ra quá trời. Muốn phá cái này hả? Trời ơi, muốn cho ba đi. Muốn lại gỡ cái đó. Cho ba đi. Không phải ổng mà cho ba đi. Đi kiểm tra coi tiền qua chưa con. À, bây giờ là muốn đi phá là la vậy đó hả? Đi cho ba đi. Đây quý vị này, Út đã bắt đầu đi phá này. Dạ, con nhận được rồi. Ok. Đi cho ba đi. Cái gì á? Hiện tại thì Út Chiến cũng đang hỗ trợ thêm cho một số nhân vật làm giống Nhi. Nhưng mà Nhi phải nói là Nhi rất là may mắn làm được mọi người yêu thương á. Thứ hai là khi mà Nhi làm á, chú đã chuẩn bị sẵn cho Nhi có súp sẵn rồi á, nên lên rất là nhanh. Giống như bây giờ chị Vân ở dưới Bình Dương á, chị cũng làm, chị cũng bật được kiếm tiền rồi đó. Nhưng mà cái tiền chị kiếm còn rất là ít so với tụi con. Dạ. Cái chỗ mà Nhi chuyển mới á, nó cách nhà mẹ con khoảng bao lâu? Đi bộ qua được không? Đi xe. Đi xe. 5 phút đi xe thì tầm tại khoảng... Mẹ con ở trong ruộng chạy ra nữa. Tầm cây ha? Dạ. Tầm cây số. Thì cũng gần rồi, vậy là mẹ con đi đâu đi chợ giùm cũng được nữa. Dạ. Con không đi chợ được, con nhờ mẹ đi chợ xong rồi tặc qua đưa cho con rồi về cũng được nữa. Đường có một đường nữa mẹ đi chợ quá là một đường đó. Tính ra là ở đó là con được cũng khá là ok ha. Yeah. Được mẹ phụ nhiều á. Thứ hai nữa là cái tâm lý của mình á, khi mà đi xa mà không có người thân nào cũng buồn lắm. Yeah. Giờ qua đó có người thân rồi sẽ vui hơn ha. Yeah. Nghĩ tới ngày sắp tới là ví dụ như cuối tuần mấy đứa em lên chơi hay là mẹ lên chơi đỡ buồn. Có nhiều cái cảnh hơn để mà mình ghi hình nữa chứ. Bây giờ chắc cũng háo hức lắm hả? Cái khi mà con thông báo là con nhờ mẹ tìm phòng, mẹ chắc cũng vui hả? Biết con gái sắp về gần mình chắc vui hả? Muốn con đi phòng với lại về bên ở gần cũng lâu lắm rồi đó chú. Thì ở đây là nó cũng ngập mà đủ thứ á. Rồi qua đó thì môi trường nó tốt hơn, con có tinh thần con quay phim hơn. Hôm nào mệt quá alo mẹ hả, hôm nay con mệt quá mẹ qua giữ các bé giùm con nửa tiếng một tiếng được không, con ngủ không giấc. Giờ đeo mẹ dưới trời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bình thường là chắc không đến nỗi gì đâu con hả? Nếu mà ngủ đầy đủ giấc. Hôm nay thì các bé sẽ hơi quậy một xíu ông bà cô chú. Vì nãy là không được ngủ thẳng giấc á, một phần á là do bé này thức dậy quậy bé kia, phần là do hôm nay có chú Chiến nữa. Là vui hơn ngày thường rồi. Không chịu ngủ. Rồi, đâu chú ẵm bé nào? Bé nào dễ? Bé hai phải không? Đây bé hai phải không? Dạ. Tao không chịu luôn này. Rồi mẹ thôi. Thôi lên mẹ đi. Gì chắc mệt lắm rồi. Xíu nữa nhờ chồng giữ xong rồi ngủ miếng đi. Này, cái con này. Thế thế. Nó bất động luôn rồi. Này nó bám mẹ. Cứ ngắt luôn. Mua cơm vậy là tụi có ăn cơm không? Ăn cơm không? À, cỡ khoảng hết tuần này là bé Nhi chuyển đi rồi mọi người. Tới tận Long An là xa lắm. Mình không biết là mình có thường xuyên ghé qua thăm các bé được nhiều không nữa. Thấy xa có mỗi lần mà đi chắc phải có hơn cả tiếng đó. Đó thơm mình này, thấy cơm mình này, xíu nữa cho ăn thử nhá. À, giờ là Nhi cũng đói bụng lắm rồi. Sáng giờ thì mình cũng mới ghé qua khoảng hồi khoảng trưa ghé qua chị cho Nhi quay với lại để mà gửi lương cho Nhi nữa. Là cũng rất là đói rồi nhưng mà phải chờ một tí nữa. Tí nữa có người giữ các bé thì mới ăn cơm được. Đói lắm rồi đúng không Nhi? Hay là mình nhốt trong đó rồi mình ăn, có khóc không? Cái này con không biết, tên bây giờ con thấy đu quá chắc chứ mình khóc. Khóc hả? Chứ bình thường là con ở ngoài ngoài ăn là nói chung ở nhà nên con ở ngoài ngoài ăn, con là con làm ngồi chơi thôi. Bé Út thấy đồ ăn này nè, thấy đồ ăn là bò lại. Ăn được đâu con, cho ăn được đâu. Nay giờ càng lớn thì Út càng tự lập, thay thế vị trí của chị hai. Qua đó thì con lấy cái xe đẩy á, đẩy các bé đi chơi buổi chiều á. Bây giờ cái tuổi này nó đang học hỏi, cần đi chơi nhiều lắm á. Cần ra ngoài. Buổi chiều đó con thấy cũng mát, cái hẻm to lắm. Chứ có thể xe hơi vô được luôn, chắc đẩy các bé đi chơi được. Để quá tiện ha. Dạ. Rồi khi nào lớn lớn xíu là hai đứa cũng sắp xếp về quê chơi một chuyến. Dạ. Có gì chú sẽ sắp xếp mạng đi ha. Về quê thứ nhất là cho các bé biết quê hương, thứ hai là để tụi con làm luôn á. Về đó xong rồi cho chơi một tòa, có chỗ ở không? Dạ có. Cho tụi con ở dưới đó một tuần. Dạ. Nhà ngoại con nhà là không có ai ở chắc gì, con ở cặp bên mà gì con cũng có nhà là nhà nhà ngoại con. Nhà trống vậy hả? Dạ trống luôn. Thì có gì ở cặp bên nhà. Bữa nào về chơi ha, về quê chơi. Về chơi vài ngày. Rồi mà thứ nó sẽ tốt đẹp hơn thôi ha. Bởi nhìn mọi người nhìn thấy là thấy sẽ rất là bệnh, rất là lu bu. Như vậy chứ mệt lắm rồi quý vị, vừa mệt vừa đói mà còn chưa được ăn cơm nữa. Nên là cái việc mà để mà chăm cho kỹ từng bé cực kỳ khó. Nhi có khi nào có thời gian lên mạng đọc mấy cái bình luận của ông bà của chú không? Có lâu lâu thôi chú. Lâu lâu thôi đúng không? Ừ. Nói chung buổi tối là nói chung là thôi, bận quá thì thôi, con cứ là chăm các bé thôi. Thật ra là cái việc mà đọc bình luận nó cũng quan trọng lắm, nhưng mà mình ưu tiên cái việc chăm sóc con cái sức khỏe mình trước. Dạ. À, hoặc là sau này khi mà qua đó chồng con không đi làm á, nhờ chồng đọc rồi đọc lại cho nghe ha. Lắng nghe khán giả để mà thay đổi là cũng một cái hay á. Dạ. Chồng con cũng nói chung là nói gì nhưng mà hay, lên coi clip của mấy bé coi giùm con, tại con không có nhiều thời gian. Bây giờ là hơn 12 giờ trưa rồi. Nhi cũng rất là đói và mệt rồi quý vị. Nhưng mà nãy giờ thì
giữ con cho chồng ra ngoài phụ bà cố một số cái công việc với cha. Trời ơi, đạp em luôn à. Trời ơi. Rồi. Này, chị hai đi sao đạp em vậy? Hôm nay thì có vẻ như các bé ngủ không được thẳng giấc lắm nên là khá là quậy. Có thường xuyên như vậy không Nhi? Nghe nhức cái đầu luôn ha. À. Ý này là đang quậy đúng không? Đang gây đúng không? Dữ chưa? Không khóc, con phải khóc nhưng mà là quậy đó. Bây giờ là Nhi đói lắm rồi đúng không? Bây giờ chắc là nhờ Dũng. Dũng nãy có ăn chưa? Giờ Dũng nhờ con trông con đi ha. Cho Nhi ăn cơm miếng nha. Dũng cũng vô trông con đi. Biết Dũng trông có nổi không nữa? Cũng lâu rồi đó. Hay là đói? Cho đấy hồi ba đứa cho đâu kìa. À, có thể đói đó. Bữa nay không có khóc nữa mà la ha. Đây cho chị hai cái dĩa. Làm nũng dễ thương kìa. Giờ mới thấy nha. Giờ mới phát hiện ra bé đứa này là làm nũng á. Dễ thương chứ bộ. Bữa giờ thì ghé qua thăm nhiều lần rồi nhưng mà bây giờ mới chứng kiến được là các bé làm nũng nè. Không có khóc. Không có khóc mà làm nũng. Giờ đói rồi, nãy giờ đói rồi. Nhi ngồi sát Dũng luôn con. Ngồi sát vô. Chúng ta chỉ phải sang người, là tiếng nhất thanh đồng.
Thì khi chú con bé đang làm ăn nước nhà, chú học được bài xong rồi chú hát đi cùng hòa đi. Vui tích chi cư khi tha thương con vì con nhau mình về thương con thằng nhau mình cả nhà ta cùng đi nghe xong ha em rồi, vậy là nãy đói đúng không con? Ôi, có nhận gõ đầu nhau thiệt hay không? Cái đó gõ hơi đau á. Bánh chị nha. Bánh nha, bánh nha. Chọc cái bà quýnh giờ đó. Hương nha. Dọa đánh rồi đó. Hồi giờ có cái vụ nào gõ đầu bung chưa con? Chắc không. Có rồi hả? Không, có gõ đấy, dọa mặt. Có ngắt mặt với lại giờ thì có chứ chưa có gõ. Lúc ta vô cắn. Trời bé ba bây giờ làm nhào tới gồng gồng gồng. Dữ vậy hả? Dạ, mày chưa cố gắng. Mày chưa cố gắng á. Bé hai mày lấy cái bánh rồi bắt đầu nhào lại người rồi. Đó, cắn hả? Sao lấy khuyên em hỏi em quýnh cho đó. Em quýnh cho em đau đó. Trả cho em đi. Để cho con khác nè. Nè nè thôi, mình nhìn nha. Kim chọc người ta ha, để ra chọc ha. Không có chọc em, để em muốn sửa. Nghe không? Em muốn sửa đó. Bình thường là tự chơi vậy như hả? Dạ. À, mình ăn ngoài hay làm gì ngoài là chơi trong này chơi. Miễn sao có người lạ là được ha. Thì dễ hơn à, hôm nay là kiểu như có người ghé qua thăm, cú chiến ghé qua thăm là sẽ vậy hơn á. Biết có khách á. Bây giờ là phải nhờ Dũng ở trong này, ở trong con. Đó. Nằm xuống đi con. Nằm xuống chơi đi. Đi ngủ đi. Để ngủ không miếng. Này là gì đây? Mực xào không? Này nha. Chỗ này bán cơm ngon lắm. Có nguyên cái đùi gà tôi đùm luôn. Cơm chiên.
đó. Bình thường á, buổi trưa con có nấu cơm ăn được không? Chắc không kịp đâu hả? Có bữa nấu bữa không? Không bữa nấu mà, bữa nào kịp thì nấu. Thôi ăn thôi, đói quá rồi. Đó, ngon rồi, khoái rồi. Hôm nay thì ghé qua thăm chơi các bé cũng rất là lâu. Nay là thấy các bé đã có nhiều thay đổi rồi Nhi. Đặc biệt là về cảm xúc là đa dạng hơn xưa rất là nhiều rồi. Đó. Hy vọng rằng là Nhi sẽ cố gắng xoay trở cho bé nhiều hơn để cái đầu nó có thể là tròn lại ha. Rồi xong rồi một tháng sau đi đưa đi khám bệnh. Giờ chú về nha. Trời ơi, thấy con ngon, bye bye luôn. Bye bye, bye bye, bye bye. Đó, nãy giờ tôi ở chơi thì không thấy vui vẻ vậy đâu. Về rồi mới vui, về rồi mới cười. Dễ thương kìa không? Rồi Nhi cố gắng lên nha. Bây giờ thì chú về cái đã, xong rồi trong quá trình mà làm việc mà có gì không hiểu thì có thể là hỏi chú ha. Hoặc không nào biết chủ đề quá, không biết quay gì thì cứ hỏi chú gợi ý cho nha. Rồi. Cảm ơn tất cả quý vị, ông bà của chú bác đã theo dõi chương trình của Chín nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye. Bye bye.